Xin chào quý vị khán giả đang xem chương trình Cùng học tiếng Hoa. Để giúp khán giả dễ theo dõi chương trình học tiếng Hoa trên đài, khán giả lưu ý các điểm chung sau đây. Thứ nhất, để khán giả đọc viết được tiếng Hoa thì khán giả phải nhớ 33 phụ âm, 24 nguyên âm và nguyên tắc gáp vần. Thứ hai, khán giả phải thuộc 18 phụ âm giọng ô và nguyên âm khi gáp vần. Chú ý biến giọng của các nguyên âm. Và bây giờ xin mời khán giả cùng học tiếng Hoa qua bài 12. Bài này chúng ta làm quen ba phụ âm, đó là tò, thò, nò. Các nguyên âm chúng ta làm quen ngày hôm nay gồm có au, om, om, âm và cuối cùng là nguyên âm ắt. Trước khi vào bài mới, chúng ta cùng ôn lại kiến thức bài tuần trước đã học. Bài tuần trước đã học gồm hai phụ âm, đó là đô và thô. Các nguyên âm mà chúng ta đã học gồm có e, a, ay, cuối cùng là o. Xin mời khán giả cùng học bài mới. Đầu tiên khán giả cùng làm quen với các phụ âm và cách đọc chúng. Phụ âm thứ nhất là phụ âm tô. Chữ viết phụ âm tô có hình dạng như trên màn hình của khán giả. Chúng ta đọc là tô, tô, tô. Phụ âm tiếp theo là phụ âm thô. Chữ viết phụ âm thô có hình dạng như trên màn hình của khán giả. Chúng ta đọc là thô, thô, thô. Phụ âm tiếp theo là phụ âm nô. Chữ viết phụ âm nô có hình dạng như trên màn hình của khán giả. Chúng ta đọc là nô, nô, nô. Tiếp theo khán giả làm quen các nguyên âm sau đây. Nguyên âm thứ nhất là nguyên âm ao. Chữ viết nguyên âm ao có hình dạng như trên màn hình của khán giả. Phần dấu chấm tròn là vị trí của các phụ âm. Khi thực hiện gáp vần chúng ta đọc là ao, ao, ao. Nguyên âm tiếp theo là nguyên âm om, om, om. Nguyên âm tiếp theo là nguyên âm om, om, om. Nguyên âm tiếp theo là nguyên âm âm, âm, âm. Nguyên âm tiếp theo là nguyên âm á, á, á. Tiếp theo xin mời khán giả cùng học cách viết phụ âm và nguyên âm mà chúng ta vừa làm quen. Đối với phụ âm tô có một phần tương ứng với một nét viết, khán giả quan sát trên màn hình. Đối với phụ âm thô có hai phần tương ứng với hai nét viết. Còn đối với phụ âm nô có một phần tương ứng với một nét viết. Chúng ta bắt đầu làm quen cách viết nguyên âm. Để viết đúng, xin mời khán giả theo dõi hướng dẫn viết trên màn hình. Đối với nguyên âm au có hai phần tương ứng với hai nét viết. Đối với nguyên âm om có hai phần tương ứng với hai nét viết. Đối với nguyên âm âm có một phần tương ứng với một nét viết. Nguyên âm âm có hai phần tương ứng với hai nét viết.
Đối với nguyên âm á có hai phần tương ứng với hai nét viết. Tiếp theo là chúng ta qua phần gáp vần. Xin mời khán giả theo dõi. Chúng ta sẽ bắt đầu ghép phụ âm tô với tất cả các nguyên âm. Trước khi ghép, xin mời khán giả cách biến giọng của các nguyên âm khi ghép với phụ âm giọng ô. Thứ nhất, to ao tư, to ao tư, to ao tư. Khi ghép, khán giả thấy mất dấu chấm tròn, chính được thay bằng phụ âm. Tiếp theo là chúng ta ghép phụ âm tô với nguyên âm ông. Chúng ta đọc là tô, tùm, tô, tùm. Khi ghép với phụ âm giọng ô, nguyên âm âm, chúng ta đọc là tô, tùm, tô, tùm, tô, tùm. Tiếp theo chúng ta ghép với nguyên âm âm thì chúng ta đọc là om, to om tom, to om tom, to om tom. Đối với nguyên âm á khi ghép với phụ âm giọng ô chúng ta đọc là e, to e te, to e te, to e te. Tiếp theo chúng ta sẽ học cách đánh vần ghép phụ âm thô với tất cả các nguyên âm. Như phần trên tôi đã giới thiệu về cách biến giọng, chúng ta cùng đọc thô âu thâu, thô âu thâu, thô âu thâu. Tiếp theo là thô thùm, thô thùm, thô thùm. Tiếp theo chúng ta đọc là thô thùm, thô thùm, thô thùm. Tiếp theo là thô thùm, thô thùm, thô thùm. Tiếp theo là thô thùm, thô thùm, thô thùm. Tiếp theo chúng ta học cách đánh vần ghép phụ âm no với tất cả các nguyên âm chúng ta đã làm quen. No, oh no. No, oh no. No, oh no. Tiếp theo là no, num. No, num. No, num. Tiếp theo là no, num. Hai cái nguyên âm này chúng ta đọc giống nhau. No, num. Tiếp theo là no, nom. No, nom. No, nom. Cuối cùng đọc là no, né. No, né. No, né. Sau đây chúng ta tìm hiểu nghĩa của từ.
Từ thứ nhất là đọc là tàu, có nghĩa là đi. Tung, có nghĩa là đậu, chim đậu. Tung, hai từ này đọc giống nhau, nhưng xét về nghĩa, từ thứ hai có nghĩa là chín. Té, có nghĩa là vỏ, vỏ tai. Thông, có nghĩa là lớn. Ngoài ra còn có một nghĩa nữa là bát. Người Nam Bộ thường gọi là thông, có nghĩa là bát. Thung, có nghĩa là bốc mùi. Tiếp theo là nung, có nghĩa là bánh. Nom, có nghĩa là dẫn dắt. Nơ, nghĩa thứ nhất là ở. Nghĩa thứ hai có là còn. Cũng có thể có nghĩa là vào lúc. Chúng ta vừa học xong nghĩa của từ. Phần hội thoại ngày hôm nay có chủ đề là cuộc trò chuyện về công việc. Chúng ta cùng theo dõi đoạn hội thoại sau đây. Ta bong tràn tay từ thua cá nơi mong phần mán. Bực mong bà muối xàm sắp nạ tí. Hơi bà ôn vĩnh. Nhóm có anh chân đây. Ta bè rà xíl mong phần mán tờ bong tờ lọc một tè vĩnh. Mong buôn xàm sắp. Rứ bàm là nghếch. Ta bà ôn thua vấy. Nâu bè giúp. Nhóm tràn tay a xịp hấn. Nâng riêng phía xa ong khlê. Cho bong vĩnh. Nhóm tràn tay an cà sát. Nâng mơ tu là tu. Nhóm tích ăn xìu phong ná. Hát ở vấy. Đôi xa tại nhóm viên bê tùm nê. Trong nội dung hội thoại, chúng ta chú ý các từ sau đây. Từ thứ nhất đọc là an xìu phong, đọc sách. Từ thứ hai là an cà sát, có nghĩa là đọc báo. Từ tiếp theo là mơ tua rồi to, xem truyền hình. Để hiểu rõ hơn nội dung cuộc trao đổi, xin mời khán giả tiếp tục theo dõi đoạn hội thoại thêm một lần nữa. Ta bong tràn tay từ thua cá nơi mong phần mán. Bực mong bà muối xàm sắp nạ tí. Hơi bà ôn vĩnh. Nhóm có anh chân đây. Ta bè rà xíl mong phần mán tờ bong tờ lọc một tè vĩnh. Mong buôn xàm sắp rứ pram là nghếch. Ta bè ôn thua vấy nâu bè giúp. Nhóm tròn tay a xịp hấn nâng riêng phía xa ong khlếch. Chào bong vĩnh. Nhóm tràn tài an cà sát nâng mơ tu là tu. Nhóm tích an siêu phong ná. Hát ở vĩnh. Đôi xa tại nhóm viên bê tùm nê. Trước khi kết thúc bài học, xin mời khán giả ôn lại bài mà chúng ta đã làm quen. Bài mà chúng ta vừa học có 3 phụ âm, đó là tô, thô và cuối cùng là nô. Chúng ta đã học xong 5 nguyên âm, đó là nguyên âm au, om, om, âm và cuối cùng là á. Thưa quý vị khán giả, bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Xin chúc quý vị khán giả học tốt. Xin kính chào.